Vâng, lại là em Vũ Duy Ô Tô đây. Và Vũ Duy Ô Tô thì hôm nay lại tiếp tục về cửa hàng một chiếc xe khá là hiếm. Đây là một chiếc xe đăng ký lần đầu tiên tại thành phố Hải Dương và giữ nguyên biển đến bây giờ, 34A00215. Một chiếc xe Toyota Camry nhập khẩu nguyên chiếc, một chiếc xe thương hiệu đến từ Nhật Bản. Dòng xe rất là bền lành, và con này là Camry bản 2.0e, hiện đại, sang trọng, lịch lãm. Và nói chung là dòng này thì khỏi bàn về chất rồi. Đấy, các bác nhìn đây này, với cái số tiền các bác bỏ ra chỉ khoảng hơn 400 triệu thôi, nhưng các bác đã có ngay được một mẫu Toyota Camry đẳng cấp, một mẫu sedan hạng D cao cấp luôn. Xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước nha. Máy thì của xe vẫn còn zin nguyên, chưa tháo mở ốc một lần nào. Và con này được cái là bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, nên là chất xe thì vẫn còn rất là ok. Màn hình của xe thì có đến 3 cái màn hình, thế nhưng mà bác chủ bác ấy đã thay cái màn ở giữa đầu tiên rồi, và bác ấy chuyển sang màn Android rất là hiện đại luôn. Toàn bộ xe thì được dán phim 3M cách nhiệt inside, dòng phim khá là nổi tiếng. Và dòng này thì nói chung là khi mà đã dán lên rồi thì nội thất trong xe rất là mát lạnh luôn các bác nhá. Còn sơn si tôn vỏ của xe thì con này tỷ lệ sơn zin cũng tương đối khá là cao, đến hơn 80%. Và xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng và quẹt ngập nước gì cả. Đấy, các bác có thể nhìn ngay cái biển số của xe này, 34A00215. Biển số rất rõ ràng. Xe thì chính tên chính chủ thành phố Hải Dương. Và bác ấy cũng là một cán bộ của tỉnh. Vâng, cán bộ của tỉnh, và bác ấy đi cũng được tương đối rồi. Bây giờ thì bác ấy để lại cho ông em. Và bác em thì bác ấy bây giờ bác ấy lên được đời xe mới, và bác để lại cho em Vũ Duy Ô Tô đây. Một chiếc xe đẳng cấp hạng D, phân khúc hạng D cao cấp. Dòng xe thì rất là lành bền. Và dòng này thì nói chung là về là các bác không phải làm gì, con này chỉ có việc đi thôi. Và đây là một chiếc xe khá là hiếm, với độ chất là máy số vẫn còn zin nguyên, lăn bánh thì được 14,5 vạn. Và được cái là nội thất bên trong xe thì tương đối là rộng rãi, vô lăng trợ lái nhẹ nhàng, cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Và màn hình Android Full HD đó, các bác nhìn nào thì rất là mượt mà, xem phim, xem viết các thứ là rất là ok. Form dáng xe thì đẹp, và các bác có thể nhìn là mặt catalan của xe này, mạ chrome sáng bóng, logo Toyota nổi bật, biển số 34A00215. Một dòng xe chạy rất là lành bền. Các bác có thể nhìn là ngay từ hệ thống đèn bên cạnh của xe đó, sử dụng đèn mắt bi cầu, có kết hợp đèn halogen ở phía trong. Và con này thì sử dụng bóng halogen công suất cao với đóng đèn pha nha các bác nhá. Hệ thống đèn của xe bầu đèn căng sáng luôn, chưa có lỗi lầm gì cả. Và cái đèn này đều là đèn zin. Đấy, một chiếc xe nhập khẩu, chủ giữ vẫn còn rất là giữ gìn. Và các bác có thể nhìn cái nước đèn đấy ạ, rồi nước sơn của xe đó, tất cả tổng thể hài hòa. Và con này thì em thực sự là không phải dọn một cái gì luôn, về là chỉ có việc mở sẵn ra bán thôi. Thế nên là các bác nào yêu thì các bác cứ điện thoại cho em Vũ Duy Ô Tô đến xem xe trực tiếp. Một mẫu xe Toyota Camry hàng đẹp luôn, bản 2.0e nhập khẩu nguyên chiếc. Và hiện nay thì nhà em đang có hai con đấy các bác nhá. Vâng, đang có hai con. Con này thì còn một con nữa cơ. Thế nên là bác nào mà thích thì các bác có thể xem một lúc hai con cũng được. Đấy, tôn vỏ nó rất dày và chắc luôn này. Đấy, xe thì cứng và đảm bảo bao cam kết cho bác là chưa có lỗi lầm gì cả. Đấy, còn cái này thì bác chủ bác ấy bảo là hôm ấy đá bắn vào bác ấy đã thay kính nhá. Cái kính này là kính thay rồi, nhưng mà cái này là bác chủ bác ấy báo nên em báo luôn như vậy ạ. Vâng, kính là có thay rồi. Thế còn phần này lốp Michelin, lốp 2560R16 với la răng của chiếc xe là la răng 10 chấu, phanh đĩa trên cả 4 bánh luôn. Và cái lốp như thế này thì đang xem là lốp 2016 rồi các bác ạ. Đây này, 2016 này, mà lốp nó vẫn còn dày khự này, dày luôn đấy các bác ạ. Vâng, một dòng xe hạng sang, phân khúc hạng D cao cấp. Đấy, lốp dép thì dày, sơn xi thì căng cứng luôn. Đấy, xi nhan tích hợp trên bầu tay gương, và xi nhan thì không có ố, không mốc nè. Bầu gương đây, đấy, đường chân trời căn này, đấy các bác nhỉ. Vâng, và sơn si tôn vỏ của xe thì khá là bóng, đó, độ bóng rất là cao, có thể xoay gương được này. Đấy các bác nhìn ạ, xoay gương luôn. Vâng, tôn vỏ rất là dày dạn luôn. Và toàn bộ phim cách nhiệt của chiếc xe thì đã được dán phim 3M inside. Cái dòng phim nó, nếu mà các bác đứng ngoài này các bác nhìn vào thì thực sự là không nhìn thấy cái gì, có thể xoay gương được luôn. Phải nói là xe người ta có thể gọi là đứng bên ngoài xoay gương được, chỗ nào cũng có thể xoay gương được. Đấy, thế còn chỉ keo thì bao zin các bác nhá. Đây các bác nhìn này, chỉ keo rồi. Đấy, bao zin toàn tập. Đấy, sạch sẽ. Xe thì cứng và không có lỗi nhá. Kể cả tappy của xe đây các bác nhìn ạ, da sờ rất là mềm, đẹp. Đấy, các cái phím này nó còn chưa bị mất chữ này, vẫn còn nguyên chữ này. Và kính một chạm nữa. Đấy, khi mà mở ra thì các bác thấy là nó mở rất nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Đấy, tapi vẫn còn sần nguyên, chưa có bị lì mòn. Đấy, bản lề, bản nước các thứ của xe thì đây các bác nhìn ạ. Vâng, ok luôn. Phần bên này thì có cụm điều khiển gương chiếu hậu cụp này. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng. Đầy đủ luôn nhá. Và đây em mở ra. Đấy. Bầu gương chiếu hậu, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn, và con này thì có hai túi khí thôi. Bản 2.0e này sẽ sử dụng hai túi khí. Còi thì tương đối là to. Và các cái phím tùy chọn chức năng ở đây thì vẫn còn rất rõ nét và chưa hề có mòn mỏi gì cả. Nội thất ghế của xe thì đã bạc màu theo thời gian. Theo thời gian đấy nhá, năm nay 12 năm rồi. Và các bác nhìn này, ghế bạc màu chứ còn không hề phải là ghế, đây là ghế da zin hết nhá. Toàn bộ là ghế da zin hết. Đấy, cái này em còn chưa làm gì cơ, về đánh xi là ok luôn. Đấy, tem nhãn còn nguyên zin này. Đấy, dung tích xi lanh. Rồi số máy số khu có hết này các bác nhá. Đấy, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đây một dòng xe rất là bền lành, thương hiệu đến từ Nhật Bản, Toyota. Và Toyota Camry thì nổi tiếng toàn thế giới rồi. Dòng này là một dòng hạng sedan, hạng sang. Và đúng là với Camry, Toyota thì người ta chỉ có một là Altis, hai là Vios và ba là Camry. Camry là phân khúc hạng cao hẳn. Còn Altis là dòng tầm trung. Và Toyota Vios là cái dòng tầm thấp. Đấy, thì nó cũng rõ ràng hết nhá. Và con này thì có hai cái màn hình đằng sau, nhưng hai cái màn hình này thì nói thật các bác là chưa kiểm chứng, nhưng mà hình như là không chạy, không để ý nha các bác nhá. Vâng, thế còn phần nội thất ghế đằng sau đây, ghế này còn nguyên bản luôn. Ghế này sờ rất là mềm, mịn. Đấy, và dòng này là dòng ghế cao cấp dành cho các bác lãnh đạo rồi. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng. Một chiếc xe rất là đẹp. Đấy cái bản lề này nó còn ít này. À cái khóa khuy này. Đấy. Đấy cái đóng cửa nó đã khác rồi. Đấy các bác nghe tiếng đóng cửa chưa? Và một chiếc xe chất thì nghe tiếng là biết ngay. Thế còn lốp đằng sau này là sử dụng lốp Prima 3TST của Michelin. Đấy cũng là lốp 25-60R16 các bác nhá. Và lốp này thì cũng là lốp 2017. Nói chung là mấy quả này thì đều lừa được bác chủ, bác cái thay cũng tương đối là lâu rồi. Nhưng mà chất lốp thì các bác cứ yên tâm là dùng thoải mái. Lốp này thì các bác đi tầm 2 năm vẫn ok nhá. Vâng. Đấy, thế còn phanh đĩa này, đầy đủ, cua lốp chống ồn này. Cua lốp chống ồn luôn cho các bác luôn. Đấy, một dòng xe hạng sang đi rất là sướng và nói chung là sang chảnh vô đối luôn. Hệ thống đèn hậu của xe đây, bầu đèn căng sáng luôn và nó có các cái chi tiết phản quang rất là tốt, kiểu dáng thì dòng này nó khác với cái bản Việt đấy ạ. Vâng. Một chiếc xe mà tựa như cái mẫu xe bản LE đấy, 2.4 LE của Toyota Camry. Vâng, đấy là bản nhập Mỹ. Còn đây là bản nhập Đài, một chiếc xe nét. Và nói chung là không chê được câu nào. Cốp sườn thì mình sẽ phải mở bằng cái chỗ này các bác nhá, hoặc là mở bằng khóa. Nhưng mà đây em tiện em mở cái này luôn. Khóa điện đấy ạ. Đấy, cửa đóng rất là nhẹ nhàng, chắc chắn. Đấy, các bác nhìn này. Và không gian cốp của xe thì tương đối là rộng. Và con này thì có đây, đồ nghề này, lốp liếc các thứ đầy đủ luôn. Đầy đủ rồi. Đấy, có lót thêm một đống xốp. Cái này là bác chủ có cái để không em. Thế còn đây là kích lốp này, không thiếu cái gì nhá. Vâng. Và các cái đinh hàn, đinh tai này còn nguyên này. Đấy. Và bên này chỉ keo này. Đấy các bác nhìn ạ, chỉ keo đều. Đấy, cái này chỉ đều, sơn xi sạch sẽ. Nói chung là dòng này là cũng dòng xe tại thị trường Việt Nam là thuộc dạng ăn khách đấy ạ. Dễ mua, dễ bán và cũng rất dễ dàng sử dụng, bền lành. Đấy, cốp đóng ở rất nhẹ nhàng. Tôn vỏ cốp thì mỏng te. Xe cứng mà các bác nhìn này. Đấy, ngay từ phần sườn bên đây này. Nó không hề có lượn sóng luôn. Bên em thì nói chung là xe thì có sao bán vậy. Vâng, vừa lấy về xong. Và con này thì chính tên chính chủ, một chủ biển Hải Dương ấy ạ. Thế nên là các bác nhớ là con này mà ra tên Hà Nội là cũng hơi ối tiền đấy ạ. Nhưng mà nếu mà với những người Hà Nội thì những chiếc xe ngon thì người ta không bao giờ để ý đến cái 20 triệu tiền biển đâu. Còn bác nào ở tỉnh khác thì không phải lo nhá, cái vấn đề đấy bình thường thôi. Các bác chỉ mất thêm khoảng tầm mấy triệu, 6 triệu, 7 triệu là các bác có thể ra tên được rồi. Cua lốp xe thì rất là đều và sạch. Đấy các bác nhìn này. Đấy, nó chống ồn, cái dòng này là nỉ nót chống ồn nhá. Đấy, tôn vỏ mỏng, đấy, chỉ keo đây. Đấy, chỉ keo à. Đấy các bác nhìn ạ, chỉ đều, đẹp và sạch sẽ. Tapi, tất cả các chức năng kính điện các thứ thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Và con này thì nó có thêm một cái cửa gió điều hòa vùng sau nhá. Vâng, dòng xe hạng sang thì bao giờ ông chủ yếu là phục vụ các bác ngồi đằng sau là chính. Thế nên là kiểu xe thì bao giờ nó cũng được phục vụ tới tận răng công trình. Còn các cái ốp chrome này thì nó cũng đã theo thời gian rồi. Nhưng mà được cái là vẫn còn rất là ok. Đấy, sạch sẽ. Đây các bác nhìn này.
Tầm thời điểm này khi review xe đấy, nhiều lúc có thể là ánh sáng nó bị chói quá thì các bác thông cảm nhá. Vâng, có những chi tiết vì đây là một chiếc xe màu tối. Ngày hôm nay thời tiết cũng không thực sự là nắng đẹp, thế nên là đâm ra là khi mà review chiếc xe này thì cũng khá là màu nó hơi bị chênh phản sáng nhiều một chút, thì các bác thực sự là thông cảm. Đấy, con ốc còn chưa ra này. Đấy, nội thất ghế phụ bên này thì cũng tươi rói rói luôn. Còn con này thì ghế chỉnh cơ thôi các bác nhá. Vâng, bản 2.0e 2010 là một cái bản giá mềm. Thường thường các bác mua 2010 mà dòng bản 2.4 nhập Mỹ hoặc là bản 2.4 thường thì rẻ. Nhưng mà 2.4 nhập Mỹ đấy, với đời này thì các bác sẽ phải mua tầm khoảng 540-550. Thế nhưng mà với chiếc xe này thì các bác chỉ bỏ ra một cái số tiền khoảng hơn 400 một chút thôi là các bác đã có ngay được một chiếc xe hạng sang cao cấp đấy, thương hiệu Nhật Bản này rồi. Đấy, con này thì nhiều bác không biết sử dụng cái chân phanh này nhá. Cái này thì các bác ấn vào đây là cái là ấn này. Còn ấn thêm cái nữa này thì nhả ra là lúc này là mở khóa cho phanh tay. Đây là chính là gọi là phanh chân thì gọi là phanh tay đó. Thế còn đồng hồ hiển thị là 14 vạn 9 và xe thì không có lỗi. Em đè cái này. Đấy, đè cái lên luôn. Dòng động cơ VTBI thì bao giờ tua nó cũng sẽ cao lên một chút ban đầu, sau đó nó sẽ tua thấp đi. Đấy. Vô lăng nhẹ nhàng, phím tích hợp đầy đủ luôn. Đấy, bên này cũng thế này. Đấy. Đấy, và các cái phần này nó còn chưa có mòn một chút nào, các bác nhìn đẹp luôn này. Bên này thế này. Đấy, màn hình Android. Tích hợp SIM rồi tích hợp định vị, tích hợp tốc độ các thứ đầy đủ. Đấy, có cả cam hành trình nhá. Nhiều bác hỏi cam hành trình đâu thì đây. Chờ em tí em mở vì con này nó có sẵn cam hành trình ngay trên này rồi. Đấy, thế này là mở đấy, các bác nhìn nhá, cam hành trình đầy đủ luôn nhá, không thiếu cái gì. Có cam lùi luôn này. Đấy, cam lùi luôn. Đấy, và điều hòa của chiếc xe là đua hai vùng. Đấy, có auto nhá. Đấy, rõ ràng auto này. Đấy. Và điều hòa ok luôn và điều hòa thì rất là mát. Đồng hồ hiển thị chuẩn chỉ luôn. Đấy, gió hơi to. Đồng hồ hiển thị là có 3:33 thôi, chiều. Thế nhưng mà thời tiết hôm nay là một thời tiết khá là râm. Túi khí của xe thì an toàn còn nguyên nhá. Và các bác nhìn đồng hồ hiển thị là không có lỗi này. Đấy. Được cái là tất cả các chi tiết bọc ốp gỗ của xe thì vẫn còn rất là sáng bóng, gần như là mới tinh. Con này được cái là một chiếc xe cứng và không có lỗi. Đấy. Đó là đây là khoang máy của chiếc xe. Chiếc xe này sử dụng động cơ gồm 4 máy chữ Y. Vâng, động cơ VTBI 16 van. Đấy, các bác có thể nhìn máy khô rồi. Máy khô không lỗi. Tất cả đầu ốc của nó còn nguyên này, chưa có ra ốc nhá. Chưa hề ra ốc luôn. Đấy, còn ở phần phần chỗ máy phát này thì là có chỉnh sửa rồi, phần những cái phần ở phía dưới là máy gốc rồi các cái phần kể cả như là chân máy này rồi phần keo chuột các thứ là nó còn nguyên. Đấy, xe rất là ok, máy gầm chất và xem nào, dầu mỡ đấy, dầu nó vẫn còn vàng này mà. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, nếu mà các bác mua về nhớ là đừng có thay ngay nhá, không phí tiền thôi. Vâng, đấy là bên em thì có sao bán vậy, khuyến cáo các bác như vậy, không chứ nhiều bác thì vào gara cái thay dầu ngay thực sự là phí tiền chứ không phải là các bác biết hay không biết. Đấy, còn nắp là không hề có hơi thừa luôn nhá. Đấy, rất là ngon, không hề hơi thừa. Đấy, và các bác có thể nhìn là cái ắc quy này thì ắc quy vẫn còn mới 2021, đầu răng tai đèn của xe thì vẫn còn đẹp. Đấy, tai đèn còn nguyên. Đấy, tem nhãn đầy đủ rồi. Đấy, một mẫu xe hạng sang phân khúc hạng D cao cấp, và con này thì nói chung là chất thì khỏi bàn rồi. Đấy, trợ lái vẫn là sử dụng trợ lái dầu thôi, các cái ốc cabo này còn chưa ra đâu. Vâng, chưa hề ra một chút nào. Ở đây là một dòng xe rất là lành, ăn xăng ít, tiết kiệm, và gọi là tiết kiệm nhất cái phân khúc của hãng Camry đó. Cho nên là bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì hãy alo ngay cho Vũ Duy Ô tô qua số điện thoại 0869188926. Em Vũ Duy Ô tô thì liên tục cập nhật về cửa hàng những cái mẫu xe mới nhất, và xe thì em sẽ đảm bảo cam kết cho các bác đầy đủ những cái gì pháp lý trên toàn bộ xe. Thế này là các bác yên tâm. Đấy, các bác nhìn gầm này, nó còn đẹp sáng choang này mà. Đấy, một mẫu xe phải nói là quá là ngon và giá thì cũng rất là mềm. Con này thì em đang bán là 429 triệu các bác nhá, và xe này thì không có trả góp rồi. Đấy, nó nói vậy cho nó dễ. Vâng, nhiều bác bảo ô cái đời này vẫn trả góp bình thường thì thực sự các bác là không thể trả góp được đâu. Vâng, cảm ơn các bác nhá, và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe tuyệt vời tại Vũ Duy Ô tô. Xin cảm ơn các bác. À đây, cho các bác lùi thử cái.
à, Tiến này. Đấy, các bác nhìn ạ. Xe thì rất là ngon và khả năng tăng tốc của con này thì cũng khá là ok luôn. Đấy, máy số ngon lành cành đào luôn nhá. Không hề có lỗi gì luôn. Đấy, lăn bánh 14.900, chất xe thì quá ok. Đấy, màn hình hiện đại hiển thị sang xịn mịn thơm. Mà có cái là hình như là hơi lệch mắt. À, chỉnh lại cái. Rồi, cái này chỉnh sau. Rồi, ok các bác nhá. Cảm ơn các bác. Xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.